Đây kênh cuộc sống Tây Nguyên xin chào các bạn nhé. Hôm nay là mấy anh chị em người ta để như thế này chứ người ta không có để trong bể bắp nhà anh chị ở bên công nô này để ở dưới xe táo cho bắp cho các anh chị ở lắc nhá. Cứ thế này thì mau giàu lắm đấy. Con bữa nó già hết rồi, thay đổi cà mới. Đây này cà phê cũ này. Tục nam á. Sắc quan tâm với ác rành đá ra ta rành á. Màu á. Hát chất vẹn với sầu sầu. Lâu đã. Trời ơi, đừng có vi phạm. Đừng có không biết. Em biết gì đâu. Không biết cái sắc đi không á. Trời. Chị hai càng không hiểu không rành gì. Biết cái rau của nó là thấy chưa? Thấy chưa? Cái rau của nó là nó già là em biết hết. Ta nó tí thôi nha. Như vậy đi, để khi nào mà không mang người nói thôi. Lấy chục cùi cũng được. Con chưa sắc á. Đây. Cái rau của nó mày này. Thoa đây này, cái rau của nó cong thế này á là nó đủ ăn rồi nè. Nếu mà rau nó còn màu á là không bao giờ ăn được. Thì khuyên nông ai tư vấn đi, thì em đang tư vấn cho chị đi mà. Bắp này nó được hai quả nha. Hai quả nhưng mà một lúc mình gieo là nó nở ra thêm phải. Thêm nhiều cái nhánh con giống như lúa. Không một trái mà nó nhìn. Wow, đẹp bắp. Cứ trái nào to là vặt à? Không, to nhưng mà phải đúng kiểu anh, nó phải bắp này non cực kỳ đã nha các bạn. Cô bà chị này lá nó nổi đây. Còn nhiều nữa. Trái to khỏi nói luôn các bạn. Này mà nướng mà luộc thì hết sảy luôn. Lột vỏ thì nó mất đi cái vị ngọt của nó. chính hiệu là con trôi nè. Bắp này là nó không phải là một cành đâu, nó nở ra nhiều giống như lúa luôn anh chị hai nha. Nhâm ra nhâm hoa. Nhâm hoa. Ơ nó bắp á, ra đi ra nha nè. Nhâm cần hoa. Bắp phiến sắp ráng dư, cái dư. Nhâm cần hoa. Bắp phê cú. Nhâm ra nhá. Ừ, nó mai nó ru ọt lạc, nó sạc ọt lạc, nó bắp á. Bắp phiến sắp ráng cái gì. Tại vì nó cũng chưa được già lắm hay là được rồi đấy mà ăn thấy ngon.
mà nó tiếc, nó phí. Nó phí nhưng mà chưa giờ ăn chưa đá. Đúng rồi. Ăn chưa nhiều. Ăn nhiều quá to mà. Tay nào? Em tầm khoảng không phải lâu. Đây là vườn, vườn bắp nếp nha các bạn ơi. Bắp thang đó. Vụ được đó. Thì một người là đi vào đó đi. Cái dao đâu làm sao cái mày chặt được. Chặt. Phải em phải phải cúi chứ là. Bây giờ mày này không có nói. Bây giờ đây á. Thằng chứng mà on thằng. Được mà chị hai. Được. Nhưng mà nó cao là chặt được. Chợ. Đây ha, bao cũng mồi tới thôi tí. Rồi tiếp tục đi bẻ măng nha các bạn. Ông già không ngon đâu, tầm này em thấy là đẹp nhất luôn. Vậy nó ngon hơn á, để chị làm tiền liệt đấy chứ. Mà gì kia là chỉ biết thiếu gì liên liếc ở đây. Ui, tưởng ông không rau khi nào mà nó miếng sao lại chặt em ngon. Cái này ngon là được. Để làm chặt luôn là ngon nè. Măng này măng bương. Măng xuất khẩu. Cái măng này nó ăn dở. Dở ngon nhất là thịt bà hòn. Một hai hai hai. Rồi ba năm một u rú. Hả? Chị à bốn. Ba gia đình ăn cũng cũng không được đó. Chợ hai thôi. Hai hả? Ba bốn cái cũng được. Em thì măng thì nhiều, ở nhà nhiều. Một phát nữa chị, không nó lại ấy hết. Làm biết thì anh. thả lưỡi ra ngoài. Đây, cái gì nhỏ, ăn ngon. Đảm báo của mẹ hè thật nguyên tinh hoa vậy, đảm báo tính. Đây cái nhỏ nữa. Được rồi. Cái này mỗi củ ít nhất phải ít nhất hạt đấy. 4 kg rồi. Thêm hả? Được rồi. Nhỏ đi. Rồi. Nhỏ là vừa. Ừ. Mày y ba ba đó. 4 người 5 người chứ không phải. Số thấp tổng phạt phải anh ta có thể off đi qua. Lấy cái nhỏ nữa, cái đó được lấy cái nhỏ nữa. Chà mày chà nó tay thì rồi ruột tăng ăn. Chà chế mát rồi, chế rồi. Xin mời. Xin mời, xin mời. Cái này sẽ nặng lắm. Sẽ ít. Khoan. Chế rồi, mát rồi. Chế rồi. Ủa bà tu lạ. Làm chức ngất đấy. Ô chị ơi. Ô 5 kg. 4-5 kg đấy. Nặng lắm. Làm sẵn từ đây hay là mang nguyên cái đó? Lột đi. Chắc là lột đi. Lột hết cái vỏ của nó đi. Dạ, lột. Xe nó chở như đâu, mình đâu có mang gùi đâu mà mình lo. Biết lột không đâu. Hả? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thì cho bà xã làm ấy mới là giỏi thôi. Anh thì yêu nhưng mà không biết. Anh làm đi. Anh lấy đó anh. Đây. Mỗi người một cái, mỗi người một cái. Băng ngốt nó băng gặp vinh bé rồi đi. Bác còn anh chị hai bảy nhiều chưa? Ừ. Rồi em sang bà xa bằng láo hết đó. Ừ. Đủ đó, mỗi một hồi mới đủ. Mình quay trái. Mình ta thái người ta bỏ vô lẩu người ta làm ăn chua đó, tí đó. Lẩu cá đồ đó, cá hồi cá đồ đó. Cho anh cho mẹ làm. Măng này đã ngọt chứ nó không có đắng. Nếu mà luộc chưa đến nơi nó còn quá ngọt. Cái rau gì đó chị. Cũng ra đây hết rồi sao mà ra mà lấy ở trong nó một mình. Chợ tùng tùng phải không anh bắt ta ra anh bắt ta ra anh ăn lại ít nữa số bài của nó mà ai bắt nó đi vẫn lại lấp la ôi lại ôi bắt kỳ của ngày nghỉ nè nó sẽ nghe này mày biết rồi. Ngứa lắm, ở trong ngứa lắm. Em nó biết rồi. Anh lúc bật yêu thì thò thì. Cho em cầm đi. Ai nhà rùa hình bật nhốt tay rùn tay rùn pha rùn tay rùn tay. Anh tật bú hả? Đủ chưa? Đủ nhiều người chưa? Dạ. Đúng một cái. Dũng có ăn không mấy cái kìa? Em măng em nhiều lắm. Em có mấy loại luôn mà. Ở nhà em đang trồng măng ăn sống à chị? Chấm muối ăn, muối ớt ăn sống ngọt. Dạ ăn sống, măng ăn sống. Mang từ Trung Quốc về á. Mà nó không mọc như thế này đâu. Nó mọc ở đây một cây, qua bên kia một cây, qua bên kia một cây, hay lắm. Bọn tí